Real Madrid mất tiền triệu vì Benzema giành quả bóng vàng. Real Madrid sẽ phải trả tiền cho câu lạc bộ cũ của Karim Benzema là Lyon sau khi tiền đạo này giành được giải thưởng quả bóng vàng 2022. Theo Fox Sports, trong điều khoản hợp đồng chuyển nhượng mà Real Madrid đã ký với Lyon 13 năm trước, có điều khoản nếu Karim Benzema giành quả bóng vàng, họ sẽ phải trả thêm cho Lyon 1 triệu euro. Tưởng như điều khoản này sẽ không bao giờ xảy ra thì sau 13 năm, nó đã được kích hoạt. Real Madrid sẽ trả cho đội bóng cũ của Benzema 1 triệu euro. Và có lẽ họ cũng vui vẻ thanh toán số tiền này. Thứ nhất vì nó không đáng là bao so với túi tiền khổng lồ của Real. Thứ hai là Real hoàn toàn có thể kiếm lại hơn 1 triệu euro nhờ hiệu ứng Benzema đoạt quả bóng vàng mang lại, cả trên sân cỏ lẫn thương trường. Bên cạnh niềm vui vì nhận được khoản tiền 1 triệu euro là niềm tự hào của Lyon, bởi người con một thời của họ đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Benzema cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên sau 24 năm kể từ Zinedine Zidane giành Ballon d'Or. Nhưng chính Benzema trong buổi lễ trao giải cũng mang lại không ít thất vọng cho Lyon. Khi được hỏi về ý định hồi hương khoác áo câu lạc bộ cũ, Benzema rất rõ ràng và thẳng thắn trả lời rằng anh sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ kết thúc sự nghiệp tại Real Madrid. Quyết định của Benzema có thể làm nhiều người hâm mộ Lyon thất vọng. Và ở một khía cạnh hệ trọng hơn, thậm chí tiền đạo 34 tuổi còn làm ảnh hưởng đến cả tương lai của câu lạc bộ cũ. Bởi lúc này, doanh nhân John Textor đang có kế hoạch mua một lượng lớn cổ phần Lyon. Ông lại rất kỳ vọng vào khả năng Benzema tái hợp đội bóng cũ. Theo giới thảo tin, nhiều khả năng doanh nhân này sẽ rút lại quyết định đầu tư vào Lyon sau khi biết Benzema gắn bó với Real trọn đời.